Cô có biết vì sao chúng tôi để cho cô mang cái khăn này lên không? Bởi vì cái khăn này này chúng tôi chơi bẩn mất rồi. Ơ cô gì ơi, quần của cô. Ôi, ngại quá, là do tôi không chú ý rồi. Không sao đâu, cô mau đi xử lý đi. Nhưng khách ở phòng 9322 cần một cái khăn mới. Hay là để tôi mang vào giúp cho cô nhé. Vậy cảm ơn cô nhé. Cô chủ, sao hôm nay cô lại có thời gian để đến công ty vậy? Anh Hùng đi công tác nên tôi qua khách sạn xem là khách sạn vận hành như thế nào ấy mà. Cô vẫn chưa nói cho anh Hùng biết về thân phận thật sự của cô à? Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô mau đi làm việc đi. Quý khách, tôi mang khăn mới cho quý khách ạ. Anh Hùng ơi, ra lấy khăn đi kìa. Hùng á? Sao tên giống bạn trai của mình thế nhở? Quý khách khăn. Đưa khăn cho tôi. Hùng anh, sao lại ở đây? Anh... là ai? Anh bảo anh đi công tác. Vậy là anh công tác ở trên giường sao? Không anh, không phải là như em nghĩ đâu. Cô là Hồng Anh hả? Tôi còn tưởng là một nhân vật tầm cỡ nào cơ. Hóa ra cũng chỉ là con phụ phòng. Nếu như mà cô đã biết rồi ấy, thì chúng tôi cũng không mất công giấu giếm nữa. Anh yêu, anh mau nói cho cô ta biết về mối quan hệ của chúng ta đi. Hồng Anh, chia tay đi. Cô không thấy là khoảng cách của chúng ta bây giờ khá xa lắm rồi à? Anh quên rồi sao? Ngày xưa lúc anh mới đi xin việc làm, chính tôi là người đã nuôi anh. Thế sao lúc đấy anh không nói là khoảng cách xa đi? Cô câm mồm vậy đi. Sao cô cứ phải nhai đi nhai lại chuyện cô ấy nhỉ? Không đi chán à? Hồng Anh, tôi biết là cô đang cảm thấy rất khó chịu. Cô nhìn lại bản thân mình đi, xem là cô đứng với anh Hùng ấy có xứng đôi vừa lứa không? Nhưng mà tôi thì khác. Nhìn qua thì ai cũng có thể thấy là tôi trẻ hơn cô, tôi xinh hơn cô. Và quan trọng nhất ý là tôi còn giúp được cho sự nghiệp của anh Hùng thăng tiến nữa. Tôi có thể ở bên cạnh và mang đến cho anh những điều lớn hơn nữa kìa. Hồng Anh, bố của Phương Chi là quản lý cấp cao của BHA Group và cô ấy đã đồng ý giúp tôi lấy giá thầu tuần tới. Quản lý cấp cao thôi sao? Hóa ra là anh đi lên sự nghiệp bằng cái cách này à? Cô đần, cô rất đần. Cô thì biết cái gì chứ? Đàn ông ấy thì ai cũng phải đi lên và phát triển thôi. Anh thật sự khiến tôi buồn nôn đấy. Đứng lại. Cô có biết vì sao chúng tôi để cho cô mang cái khăn này lên không? Hồng Anh,
Sao cô lại ở đây? Thì cũng giống như cô thôi, đi tham gia đấu thầu. Cô tham gia đấu thầu? Cái loại nhân viên phục vụ bốn phòng như cô mà cũng dám đến đây á? Cô không sợ người khác cười vào mặt cho à? Hay là cô đến đây để níu kéo anh Hùng? Tôi mà phải níu kéo anh ta á? Đương nhiên, bởi vì bây giờ ấy, anh Hùng đã ở một cương vị khác rồi. Anh ấy là một người có sự nghiệp, có tuổi trẻ, có tài năng nữa. Nhưng mà cô nên nhìn lại bản thân mình đi, xem là cô với anh ấy có xứng với nhau hay không. Trước đây là do tôi mù quáng, nhưng mà bây giờ tôi đã thông suốt rồi. Đúng là cái loại mèo mả gà đồng. Các người đúng là trời sinh một cặp cô. Cái gì mà tuổi trẻ tài cao, chỉ sau ngày hôm nay thôi tôi sẽ khiến cho các người mất hết tất cả. Phương Chi, em có làm sao không? Bạn gái cũ của anh dám đánh em đấy, xử lý thế nào anh tự biết đi. Anh dám tát tôi? Hồng Anh, tôi nhắc lại cho cô lần cuối cùng, tôi và cô đã chia tay nhau rồi, và người yêu của tôi chỉ là Phương Chi thôi. Mình đi thôi em. Hồng Anh, việc cô giao cho tôi đã làm xong rồi. Mặt cô làm sao thế này? Không sao đâu, dẫn tôi vào buổi đấu thầu. Hồng Anh, dự án đấu thầu lần này có chút gian lận, tôi sẽ hủy bỏ kết quả. Hồng Anh, tôi biết là cô oán hận tôi, nhưng cô không thể nào đến đây để gây rối được. Cô chủ, tôi sẽ về điều tra lại dự án lần này. Cô chủ á? Kết quả đấu thầu lần này sẽ bị hủy bỏ, mọi người trở về và đợi kết quả tiếp theo nhé. Dựa vào đâu mà hủy bỏ chứ? Vì cái dự án này mà chúng tôi bỏ ra mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Nhưng đây là quyết định của cô chủ. Giám đốc Trang Anh, cô có đang nhận nhầm người không? Đây chỉ là một con phục vụ phòng. Dạ thưa cô chủ, việc cô sai tôi đã làm xong hết rồi. Bố của cô Phương Chi đây đã lợi dụng chức quyền của mình để thay đổi kết quả đấu thầu. Bố của cô ấy đã bị sa thải rồi. Bố tôi sao có thể? Alo bố ạ. Phương Chi, rốt cuộc là con khiêu khích người nào ạ? Sớm nói với con, ở bên ngoài thì phải khiêm tốn một chút. Bây giờ thì hay rồi, công việc của ba cũng mất rồi. Sao? Không bất ngờ chứ? Đúng là báo ứng đến sớm thật đấy. Không anh, là cô đã bám víu lấy anh. Anh chỉ yêu một mình em thôi, em tin anh chứ? Thông báo xuống dưới, công ty Hùng Thiên sẽ bị BHA Group cho vào danh sách đen. Bị tập đoàn BHA cho vào danh sách đen, chắc không một công ty nào dám hợp tác với họ nữa đâu. Xong đời rồi. Hồng Anh, em nể tình chúng ta từng quen nhau, cho anh một cơ hội được không?